Này, các bác cứ sốt ruột. Tuấn ơi, anh thích xem con đồng hồ trên tay chú đeo. Nó là con này ạ. Con Indefence này. Con này 3 triệu 6, cơ automatic. Hộp của nó đây. Nỉ của nó đây, sách hướng dẫn bên trong này. Đó nhá, sách hướng dẫn và sách chết chết trong này hết. Con em đeo hàng tay hàng ngày đấy ạ. Cơ em cũng không hạn hạn chế. Bóc cho bác nhé. Này. Mặt màu xanh dương, đẹp lung linh. Như mới luôn ạ. Nút vuông, con này núm vuông. Cơ automatic nhé. Bác nhìn nội em nhé, mặt xanh dương này, được chưa, xanh dương luôn. Cơ automatic, để em tới đem mở nắp cho bác nhé, vì hàng hàng này em cũng hạn chế mở, hạn chế mở bởi vì là nó là dòng cơ, mình mở xong mình phải lắp vào ngay, không để lâu nó mất. Bác nhìn máy phê chưa nào, bác nhìn hộ em xem máy xịn chưa, quá zin chưa nào. Máy Citizen Watt C0. Dập luôn nhá, dập luôn máy nhá, bác nhìn thấy chưa? Automatic quá nhá. Bao hàng xịn cho bác luôn. Bao zin xịn cho bác luôn. Máy mới tinh luôn nhá. Ok chưa? Đấy, bác nhìn chưa? Hàng Seiko bác nhá. Được chưa? Watt Seiko nhá. Chứ không phải hàng lởm đâu bác ơi. Em Tuấn cho các bác nhìn luôn. Phê chưa? Đấy. Như thế là các bác đủ biết rồi, quá phê đúng không? Rồi, giờ là em phải vặn cái nắp vào ngay. Vì là riêng những dòng máy ấy, cơ automatic này này, mình đừng để lâu. Mình để lâu quá là nó sẽ hở, nó bay mất cái dầu zin của nó đấy. Máy đang trơn tru đang ngon mà bác. Hạn chế mở nhá. Đấy, nhìn này. Đẹp phê luôn. Ok chưa? Thế co 3 củ 6. Không có một vết xước nào luôn. Các bác muốn đồng hồ rẻ có ngay, nhưng mà không có cái gì mà ngon bổ rẻ các bác nhé. Đây ạ, size này đeo các loại tay luôn. Em đo mặt tròn trên cho bác này. Mặt tròn trên cho bác là 36. Nhưng tính cả mặt viền này, cả viền này thì nó lên đến 42. Do vậy mà tay các bác nào tầm 17, 18, 19, 20, 21 đều đeo được hết. Bởi vì là viền nằm dưới nhưng kiểu đường kính nằm trên. Con này thiết kế rất ok cho bác nhé. Chiều tất cả lứa tuổi luôn. Đấy, dây zin của nó luôn. Dây của nó, dây xịn của nó luôn đấy ạ. Đây ạ, dây xịn của nó luôn. Rồi, chào các bác.